đang đi học thì làm chính làm à? Chúng mày hơi bị giỏi đấy. Đi ảo mình nhường nó thôi đúng không? Thank you.
tháo đường phết nhỉ. Số kiểu ấy là dễ hỏng một số lắm, kiểm tra lại đi, đi nhiều đúng nên dồn. Thằng này ngu nhỉ, sẽ quay đầu ra đến kia mà quay đầu đúng không? Nhiều thằng nó đi nó ngớ ngẩn. Ra phải phải sang rẽ trái. Đến số 51 dừng lại. Để thảo đường quét nhỉ. Ờ, đây rồi, đây rồi.